Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Khuyên Bạn của tác giả Nguyễn Thị Sen. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe bài thơ này nhé. Bài thơ Khuyên Bạn. Tu tu xình xịch, còn tàu chạy nhanh, bạn chớ chơi quanh, mà tai nạn đấy. Nếu bạn có thấy khi tàu chạy qua, xin hãy tránh xa, không ném đất đá. Thấy có người phá thì hãy báo ngay. Giao thông hàng ngày chấp hành cho tốt. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe chị đọc bài thơ Khuyên Bạn một lần nữa nhé. Bài thơ Khuyên Bạn. Tu tu xình xịch, còn tàu chạy nhanh, bạn chớ chơi quanh, mà tai nạn đấy. Nếu bạn có thấy khi tàu chạy qua, xin hãy tránh xa, không ném đất đá. Thấy có người phá thì hãy báo ngay. Giao thông hàng ngày chấp hành cho tốt. Vậy là bài thơ Khuyên Bạn đến đây là hết rồi. Các bé ơi, khi thấy tàu hỏa đang chạy, chúng mình phải tuyệt đối tránh xa, không lảng vảng đến gần hay ném đất đá hoặc làm bất cứ việc gì gần tàu hỏa đang chạy, các bé nhớ chưa nào? Chị cảm ơn các bé đã xem hết video của chị. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé.